Yeah, chào mừng tất cả anh em trở lại channel của mình. Và đã quá lâu rồi, và gần một tháng rồi là mình chưa ra clip. Vì mình về Việt Nam chơi, mình chơi bạch mạng luôn, nên mình không có để ý tới là đã quá lâu rồi mình không ra clip. Về Việt Nam đợt này thì mình được bên cái nhãn local brand The Fit này tặng cho một cái áo, tặng cho mình ba cái lần, nhưng mà mình thích mặc màu đen hơn nên mình mặc cái màu đen này và giới thiệu cho các bạn. Mình không có support local brand cho lắm, tại vì mình thấy một số cái post ở trên mạng về local brand nó quá chán. Nhưng mà sau khi mình cầm lên cái áo The Fit này thì mình mới biết là có một cái hãng nó chất lượng như vậy. Thật sự là mình không thể ngờ là cái chất lượng cái áo thun mà của Việt Nam hiện nay so với một cái local brand bữa nay người ta có thể làm được những cái loại áo chất lượng cao như vậy. Áo này á, thì nó hơi lạnh một tí tại cái chất vải của nó là khá lạnh, nhưng mà thật sự là những cái đường in này nó không thua kém gì Supreme hay là cái hãng bếp đồ bên này đâu các bạn. Các bạn có thể thử, mình sẽ để cái đường link bên dưới cho các bạn theo dõi, và các bạn nhấp vào đường link đó các bạn có thể mua được cái áo giống như mình. Cái này mình không hề support local brand tại vì người ta chỉ tặng cho mình thôi. Và mình mặc, và mình có nói với thẳng với người ta là nếu mà áo này mình mặc mình không thích và mình có thể chê thẳng thừng. Mà thực ra thì mình chỉ chê một cái là, và quay trở lại chương trình của chúng ta thì mình hôm nay mình sẽ review ba đôi đăng, hai đôi SB và một đôi đăng. Đó là đôi đăng, đầu tiên là đôi đăng Off-White, bản collab của Off-White với lại Nike Virgil Abloh. Và hai đôi còn lại là đôi SB Dunk Raygun này. Và theo thông tin mình đã đọc được thì hình như là được release đầu tiên hai đôi, những cái phối màu Raygun đầu tiên là được release vào năm 2005. Và tại sao cái phiên bản Raygun này nó lại hot? Tại vì đây là một cái phiên bản mình, theo mình được biết và mình đọc qua được trên Hôm Nay Mang Gì á, thì nó là một cái phiên bản tưởng niệm ông mà tạo ra cái SB Dunk này á, là ông Sandy Bodecker. Ông đã tạo ra cái dòng giày trượt ván này. Và SB Dunk là gì? SB Dunk có nghĩa là straight bar. Và đây là dòng giày được thiết kế riêng ra để cho các bạn có thể trượt ván. Và đặc biệt là nó, bộ đế của nó cực kỳ châu bò, nó có thể châu bò hơn tất cả mọi loại đế hiện tại. Thì các bạn có thể thấy cái đế nó khá giống Jordan, nhưng mà các bạn cầm trên tay các bạn như vậy nè thì nó sẽ phát ra một cái tiếng động khác, nó không hề mềm như Jordan. Và cái đế cao su này nó rất là cái kiểu cui cui như là những cái đôi xăng đen của đội Cụ Hồ hồi xưa á. Sau khi cóp được cái phối màu SB màu đen này thì mình có cóp thêm cái phối màu trắng này. Thực ra không phải mình cóp, đây là hai toàn bộ ba đôi giày này của em mình nó cóp cho, tại vì không có size của mình. Đây là size 7 US. Xin lỗi các bạn một tí, thì tại vì mình mới ốm xong á nên cái giọng mình nó hơi kỳ, mình có thể ho ho một tí, nhưng mà mong các bạn bỏ qua. Và như những cái phiên bản SB đăng đợt trước thì nó luôn trở lại với một cái phối màu, và luôn trở lại với lại một cái lưỡi gà rất là dày. Đằng sau số 58 và đôi giày này được làm ở Việt Nam nha các bạn. Và trình độ con người Việt Nam kỳ này càng ngày càng làm ra những cái món đồ có cái độ tinh xảo cũng như là những cái độ đẹp nhất định đó. Và nó được khẳng định đó. Không phải hồi xưa những cái đôi giày mà xịn, một là made in USA, hai là made in Italy, và bây giờ hai cái phân khúc gần nhau nhất là made in China và made in Việt Nam. Và bây giờ cái phân khúc bên Việt Nam mình đã vượt lên, và hầu như là mọi release, kể cả đôi GD của G-Dragon cũng được release với made in Việt Nam luôn. Và những cái phiên bản SB Dunk thì luôn làm mình không bao giờ thất vọng về cái chất lượng da của nó cả. Chất lượng da của những cái đôi này nó rất là ngon và cực kỳ châu bò nha các bạn. Gọi là cực kỳ châu bò luôn á. Và nó có cái một cái độ mà bảo vệ chân rất là tốt. Và những cái đôi low như vậy á, thực sự là những đôi low thì luôn luôn là cái giá nó luôn high hơn là những cái đôi high. Và cái độ bảo vệ của nó bàn chân toàn bộ xung quanh cái phần viền này rất là dày, cực kỳ dày luôn. Các bạn có thể đi vô, các bạn so sánh với Jordan thì nó hơn hẳn Jordan về cái độ êm, về phần cổ dày luôn. Nhưng mà về phần đế thì có thể nó thua Jordan đó. Phần đế của nó thì hơi cứng một tí đó. Và cái phần họa tiết tie-dye này cực kỳ thích nha. Là những cái áo quần của local brand hiện nay mình thấy rất là nhiều hãng người ta làm những cái họa tiết tie-dye này trên những cái áo thun và những cái quần á. Điều đó thật sự rất là phá cách. Dù là nó có thể lặp đi lặp lại, nhưng mà những họa tiết tie-dye thì nó không bao giờ lỗi thời cả, vì nó mang lại cái sức trẻ của thanh niên tụi mình á. Và nhiều người hỏi mình là nếu mà giữa đôi Dunk và một đôi Jordan thì anh chọn đôi nào? Tất nhiên là mình sẽ chọn Dunk rồi.
tại vì nó mang một cái giá trị lịch sử về cho những bạn tìm hiểu nó. Thật sự thì Jordan mình chơi tại vì mình thấy nó đẹp thôi chứ mình không có tìm hiểu nhiều về nó lắm. Những gì mình tìm hiểu là những đôi đăng này nè. Và hiện tại là mình có một đôi đăng của Lucky Luke là trong phim Step Up 3 3D. Mình sẽ để hình bên đây cho các bạn coi. Cái đôi đó là mình đã săn được một giá rất là steal từ một ông anh của mình. Và mình đã săn được một đôi Tiffany nữa, nhưng mà size 10. Không sao, mình sẽ độn thêm một cái lớp lót nữa để mình đi. Ở đây mình sẽ để hình Tiffany cho các bạn coi. Và cái giá của mình săn lúc nào nó cũng rẻ. Những cái đôi đó nó mang cái giá trị lịch sử cao nè, phối màu đẹp nè và độ trâu bò. Và cái đôi low của Tiffany cực kỳ giá resell, nghe có thể mất hồn luôn á. Hiện nay thì đa số các bạn sẽ chạy theo đôi này. Các bạn sẽ chạy theo đôi off-white này hơn là các bạn sẽ chạy theo những cái đôi FP bình thường này. Tại sao? Tại vì Virgil Abloh là một cái hiện tượng mà không phải là một hiện tượng mà là cái một cái nhà design mà cực kỳ tài ba, và không, nó tạo ra cái bộ sưu tập The Ten mà collab với Nike. Thì bộ đó thì ra đôi nào là sold out đó, và giới trẻ hiện nay thì ra đường ai cũng mong ước có một đôi off-white trong tủ đồ của mình. Nhưng mà thật ra thì những cái đôi off-white đó các bạn chỉ săn nó vì chữ off-white và không để ý tới là chất lượng hay là những cái câu chuyện đằng sau nó. Và thực ra nó đâu có câu chuyện đâu, nó câu chuyện của nó chỉ là Virgil Abloh collab với lại Nike. Nhiều bạn chỉ đặt cái đôi off-white này là một cái đôi giày hài nhất trong tủ đồ của mình. Và thật ra nhiều bạn không biết là có những cái đôi đăng á, cái giá các bạn chưa bao giờ nghe tới đâu, và mình cũng chưa bao giờ được sờ hoặc là chiêm ngưỡng đôi đó. Mình chỉ được sờ và biết được cái giá trị cũng như là câu chuyện của cái đôi SB đăng Paris á. Và mình đi SneakerCon và mình phát hiện một ông bạn ông mua đôi đó với giá 200 man là tương đương 400 triệu Việt Nam á, là một cái giá là có thể nói là khá rẻ. Có những đôi cái đôi đấy mà đúng Sài Gòn 9-10 á, có người bán 1 tỷ có rồi đó. Nói sơ một chút qua cái đôi đăng off-white này thì nó không phải là SB nha bạn. Cái lưỡi gà nó không phải là lưỡi gà của SB đăng, nó là đôi SB bình thường thôi. Nào đôi đăng bình thường chứ SB quên. Và cái chất lượng da nó rất là tốt, phải công nhận là chất lượng da của nó rất tốt. Nhưng mà bên cạnh đó, như là Nike các bạn biết là nó rất nhiều lỗi keo thừa đây, rất là đáng tiếc. Và nó đem đến một cái độ nham nhở sau cái hoàn hảo của bộ da. Mình rất là ghét cái phần keo thừa của Nike. Nhưng mà cái phần keo thừa của Nike nó mang một cái mùi rất là lạ cho mấy bạn, không bao giờ nhầm lẫn được. Và những cái đôi fake không bao giờ làm được, cam đoan là không bao giờ làm được luôn. Vì như mình check nhiều đôi nó làm rất là hoàn hảo, nhưng mà chỉ cần ngửi mùi đặt xuống là thôi, không cần phải check nữa. Và như những cái đôi Nike bình thường thì các bạn hãy đi những cái đôi SB này, các bạn có thể fit nửa size đến một size, fit lên nha. Các bạn đi lên để cho cái chân các bạn được thoải mái và tạo nên cái những cái bước đi mà nó nhẹ nhàng nhất. Các bạn đừng bao giờ đi lùi nha. Về phần Nike thì mình khuyên các bạn không bao giờ đi lùi gì cả. Đi lùi là các bạn gãy chân á. Trừ thằng 197 này, các bạn có thể đi lùi nửa size đến một size được nè. Và những đôi Converse này cũng vậy. Nhưng mà riêng với dòng SB và những cái đôi Nike bình thường thì các bạn phải đi lên nhé. Các bạn đi xuống là các bạn chết cái chân mấy bạn luôn á. Phần nhận xét những đôi SB của mình thì trong hai đôi này, nếu mà để cóp theo phong trào thì mình sẽ cóp đôi này. Còn về một số cái phần về chất lượng hay là cái giá trị của nó thì mình sẽ ưu tiên cóp những cái đôi đăng cái bản SB này hơn. Bởi vì những cái detail hay quality của nó rất là xịn sò, và mình muốn mang cái gì đó, một cái giá trị lịch sử hơn, thì các bạn có thể mang những cái đôi này. Và các bạn có thể gặp nhau cuối tuần và bàn luận những đôi giày, cái đó rất là điều rất là hay. Và sang năm mới thì mình có một số điều mình muốn chúc các bạn, là chúc các bạn năm mới là đạt nhiều thành công nè, rồi cóp được nhiều giày nè, và trang bị được nhiều kiến thức. Cũng như là thì đó, mình không có giỏi cái khoản chút lắm nên mình chỉ nói sơ sơ các bạn vậy thôi. Có những người ta cóp những đôi giày vì một câu chuyện á, và những câu và có những đôi giày mang những đôi tình nhân đến với nhau đây. Chẳng hạn như câu chuyện của em Hoàng Đức Huy về hai đôi SB tie dye này, hai người đã gắn lại với nhau qua cái đôi SB này. Mình thực sự respect cái câu chuyện đó cũng như là hai em đó. Vậy và clip của mình đến đây là kết thúc, và mong các bạn hãy ủng hộ kênh mình nhiều hơn nè. Rồi để lại cho mình thật là nhiều comment bên dưới. Mình hứa mình sẽ trả lời toàn bộ comment, tại vì 3 tuần nay mình về Việt Nam nên mình không có trả lời một comment nào hết. Đó là lỗi của mình và mình xin lỗi các bạn. Và mong các bạn hãy comment thật nhiều lại và để lại cho mình ý kiến, cũng như là
mình có thể làm như thế nào để cho các bạn có thể thích hơn, hoặc là mình có thể review đôi nào, các bạn thích đôi nào các bạn có comment đôi đó và mình sẽ làm review đôi đó cho các bạn xem. Và nói chung là tùy những cái đôi mình cóp được hay không nha, không phải là những cái đôi mà mình không cóp được mình không thể nào review được đâu. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. À mà hôm nay thì năm mới thì mình uống bia, chứ mình không uống Pepsi như bình thường. À, Coca Pepsi đã, à, Pepsi. Và trong dịp Tết thì các bạn hãy chú ý ăn uống điều độ và giữ gìn sức khỏe, và đừng có nhậu nhẹt quá nhiều, tại vì nhậu nhẹt quá nhiều ra đường là bị phạt 8 triệu á. Hôm rồi mình về Việt Nam quá, mình nghe luật, mình hết giấy nhậu tối luôn. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo.